Hello, xin chào các bạn nhé. Đây, mình đã phát hiện ra bọn em kỳ nhông. Đó, trên gốc cây này các bạn. Đây, các bạn thấy không? Có một con kỳ nhông ở bên dưới gốc nữa. Mà mình không... Đấy, nó chạy lên cây rồi. Hai con, các bạn thấy không? Bên này một con đó, bên hai đó, hai con chạy lên. Rồi, xong phim, bên này xong phim, hết rồi. Đó. Ba con rồi ta. Đó. Tổng cộng có ba con. Ba con nó chuẩn tươi. Đó. Đó. Rồi, con nó treo ra cành này các bạn. Đấy. Còn con này to này các bạn. Đó. Con được các bạn. Rồi, con nó chờ đi đâu luôn. Đó. Con được cười không thấy không biết đâu rồi. 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 Con treo đây rồi. Con được đâu nhỉ? Rồi, con được tới rồi, nhảy xuống rồi. Nhảy xuống rồi con. Rồi. Ra gốc cây rồi. Đó. Thôi bye bye em luôn nha. Đó. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin chào.